Tôi yên đi. Tôi xin cô để cho tôi một phút bình an. Trời ơi trời. Ê ê ê ê ê. Làm gì giận dữ vậy? Ngồi đây ngồi đây. Ngồi đây. Trời ơi, tâm sự với chú đi. Hai vợ chồng gây lộn đánh lộn đúng không? Nó đánh mày nát mặt đúng không? Cháu nghĩ sao vậy? Con đàn ông làm sao mà đỡ phụ nữ đánh nát mặt được. Trời ơi. Rồi rồi, vui lên nha. Để tôi chụp vài kiểu tôi up Facebook cái tôi đề là cha mới và dâu cũ hòa hợp vui vẻ trong quán cà phê Lan nha. Vui lên. 2 3. À, xây cái mặt vô anh. Xây mặt vô chứ. Hòa hợp vui vẻ mà sao ngoảnh mặt tôi quay lưng vậy. 2 3. Như vậy trời. Xây đứng sáng sáng vô coi. Đứng sáng sáng này. Anh nhìn vô đây nè. Nhìn vô đó. Cười lên. 2 3. Ủa sao kỳ vậy? Sao không sướng? Cái này người ta gọi là tự sướng mà thấy anh không có sướng gì hết trơn trời. Anh sướng mình đi. Tôi thấy sượng thì quá. Ủa là sao? Sao tự nhiên không thấy sượng? Tự sướng mà không sướng mà sượng là sao? Ba con thấy sượng còn con thì có ngượng. Làm gì ngượng? Tại vì ba con không thích chụp hình với chú mà chú cứ kéo vào. Ba con miễn cưỡng, ba con bị sượng là phải rồi. Không dám đâu con ăn nói sao vậy trời. Chú sống ngoan hoài với mọi người quá làm sao không thích. Cái này là ông không thích con đó. Thấy cái thái độ ông không kìa đó. Bây giờ này trả lại cho con mấy cái hình này nào vừa chụp này thấy không? Ông quay lưng với con. Thấy không? Ông thích chú không đứng gần chú chứ đâu đứng gần con đâu. Cái này là cha dượng của con á. Muốn chứng tỏ một cái uy lực của người cha đối với đứa con. Dân gian người ta gọi là dằn mặt. Con phải cẩn thận rút đầu là chú đó. Thế như vậy thật à? Hèn gì có mấy lần trong nhà mọi người đang vui vẻ vừa thấy xuất hiện mặt con mà cái ba con tự nhiên lạnh lùng xong quay phắt mặt đi. Con không hiểu tại sao hôm nay chú nói. Con nghĩ có liên quan. Chú đã nói rồi. Mấy cái ông mà 50 tuổi mới đập thùng khó chịu lắm. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 49. Cộng thêm có 1 tuổi nữa thôi là. Là chưa. Dù sao 49 cũng còn rẻ hơn là 50. Sướng cái nữa đi. Ôi, ba đang làm cái gì đấy? Thì ba đang lau bàn chứ làm gì? Chết, ba không được lau bàn. Ôi, ba làm như thế thì chết. Cả cái khu phố này người ta nhìn vào, người ta đàm tiếu, người ta đồn thổi, ba hiểu không? Cái gì? Nhất là cái chú Hai Tiêu ấy. Là sao? Chỉ trong 15 phút là chú rêu rao cả cái khu này là mẹ cưới ba về để làm ở nợ. Một lão ở nợ, phải không? Cho nên là ba đừng có làm thế, ba để con làm cho nhá. Ôi dồi ôi, sao khăn lại bẩn như thế này hả ba? Ui ôi, lau bàn mà khăn bẩn như thế này làm sao mà bàn sạch ấy? Mình ấy biết là cái bàn nó bẩn. Mình lau, mình thấy nó bẩn một phát là mình phải đi giặt. Đi giặt xong là mình phải vắt cho tiệt nước, bây giờ vắt tiệt như thế này. Cho đến khi mà nó khô rồi, lúc đấy mình mới lau lên bàn. Nói chung là ba hiểu con nói gì không? Bây giờ theo như là ba hiểu đại khái sơ sơ là con nói bà già. Và ba làm không sạch đúng không? Không, con không hề có ý đó. Cái đấy là ba nói đấy. Con không hề nói ba già. Mặc dù là ai cũng biết là bà già. Đúng không? Ba thừa nhận đúng không? Trong đúng nhà rồi. Này là ba già hơn con. Ba già hơn anh Tú này. Ba chỉ trẻ hơn có một mình mẹ thôi. Nên là ba già hơn tụi con gọi ba là đúng rồi. Phải không ạ? Thôi được rồi. Dạ. Để con lau cho. Con làm đi ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba. Nhã này. Dạ. Con giỏi lắm á. Sao ba lại khen mình giỏi nhỉ? Chuyện đấy thì ai cũng biết mà. Mình tốt nghiệp đại học, mình có một công việc tốt, mình tề ra nội trợ giỏi, thế thì có gì mà phải khen mình nhỉ? Thôi, lau bàn cho ba nào. Hầu. Ối tóc bạc rồi. Để đó, để cưng nhổ tóc bạc cho anh. Thôi, tôi già rồi, tôi không cần nữa. Mình nặng bụng vậy thì. Thì gì nữa mà thì. Nó gần 50 thì gì nữa mà thì. Thôi móc lấy tay đi. Thôi nha, tôi không có giỡn à. Nhưng mà giận hoài. Giận gì giận hoài. Bây giờ á, ai là cái người mà làm cho cưng giận? Cưng nói cho em nghe, có phải là cái ông gì, ông Hai Teo không? Bố Teo Teo gì đấy chứ. Mà cái con nhỏ đó, mà thiệt, nói ra thì người ta nói là mình
cha chồng đi nói xấu cô dâu. À, như vậy là con Nhã nó dám làm cho mình giận hả? Được rồi, để đó đi, em sẽ nói thằng Tú xử lý con Nhã. Thực ra là em cũng có thể xử lý trực tiếp con Nhã được, nhưng mà tại vì em cũng không muốn mang tiếng là mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, cho nên em sẽ nhờ thằng Tú. Thằng Tú nó biết đó em, nó kêu con vợ nó làm đó. Cái gì? Thằng Tú nó kêu con Nhã làm điều này hả? Cái đó là dễ nữa, bởi vì thằng Tú là con ruột của em, để em xử lý nó. Nhưng mà mình phải nói cho em biết là chuyện gì thì em có thể xử lý được. Mình mạnh dạn lên đi. Mình phải nhớ tâm tâm niệm niệm một điều, phải coi em lúc nào cũng như mẹ của mình, là bạn của mình, một người bạn đồng hành suốt cuộc đời của mình. Đơn giản thôi là bởi vì em đẻ trước mình, em sống trước mình, em hiểu biết những cái chuyện mà có thể mình chưa từng kinh qua. Chính vì vậy á mà em phải có trách nhiệm là lúc nào cũng phải bảo bọc, che chở và dạy dỗ cho mình. À, sẻ chia với mình. Đâu kể cho em nghe gương mặt. Hai, ba, chuyện kể rằng cái cô Nhã đó, ai bỏ ra vậy? Con làm gì? Dạ con giặt đồ bác. À, anh đi con về chút. À, chuyện nó là như thế đấy anh. Chuyện nhỏ xíu vậy mà em cũng lo nữa hả? Em lo chứ. Lỡ mà mẹ biết mẹ bênh ba, mẹ ghét em, mẹ đuổi em ra ngoài, rồi sau đó anh sẽ có cơ hội anh gặp người khác, rồi anh lấy người khác, lúc đó thì em làm sao? Thôi mà con chim non của anh đừng có suy diễn như vậy. Em không phải đóng phim cô dâu 1800 tập đâu em à. Thôi được rồi, ở đây có anh, em không cần phải lo ngại chuyện của ba hết á. Bởi vì sao? Anh á là số 1, là cục vàng cục ngọc trong nhà này. Anh nói một câu là mẹ phải nghe, biết chưa? Ừ. Anh là số 1 của mẹ, thì em là số mấy của anh? Em là số 0. Sao lại số 0? Thì dưới số 1 chỉ còn số 0 thôi. Ừ thôi thế cũng được. Thế nhưng mà anh là cục vàng của mẹ, thế em là cục gì của anh? À, cục kim cương. Giọt nắng của em. Hạt mưa. Trời đất ơi. Dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi còn ngồi đó mà âu yếm nhau nữa. Thì vợ chồng người ta âu yếm là chuyện bình thường. Nhưng mà có chuyện tới nơi rồi. Gì? Thế mình... Ủa? Mày ra mới mua phải không? Mới mua ngày hôm qua. Mới mua. Trời ơi, cái này hôm nay sao cho em quá vậy? Em không? Em nhà giàu có khác ha, mua đồ xịn dễ sợ luôn á. Thích không? Hỏi lại cái vô đây chi vậy? Hai vô duyên đấy. Đây làm gì? À! Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi còn ngồi đó âu yếm nhau nữa. Thế nói chung là chuyện gì? Tôi thấy cô Lan gom hết đồ của chị để đuổi chị ra khỏi nhà.
Anh thấy chưa? Em đã có linh cảm như vậy thật mà. Vậy là bạn muốn đuổi em ra khỏi nhà để cho anh đi lấy vợ khác. Em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ á, em đi đâu đó lánh 3-4 ngày đi, rồi anh ăn nghỉ mẹ rước em về. Ê, chồng vô trách nhiệm. Anh nói như thế mà cũng nghe được à? Anh nói vậy mà em cũng tin, anh nói giỡn mà. Chứ anh à, tân nam nhi đây à, vợ mình không bảo vệ được, bảo vệ cho ai? Đi theo anh. Đi đâu? Đang nghỉ mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có đuổi con chú bé nhỏ của con đi mà mẹ ơi. Hai đứa đứng đó, đứng ngay đó. Con yêu vợ con, mẹ đừng đuổi mà. Nghe nè, bây giờ mẹ sẽ quyết định mời ba con vô để xử lý chuyện này. Cưng ơi. Cưng. Gì vậy mình? Ủa, hai đứa đâu? Ủa sao? Mà, Cưng đứng ngay đây giùm em. Cưng đứng ngay đây. Quán cà phê không, có khách. Kệ, Cưng đứng ngay đây. Mẹ xin tuyên bố, kể từ giờ trở đi toàn bộ đồ đạc của tụi con á là phải bỏ hết vô cái sọt đồ này, sau đó để cho ba toàn quyền xử lý. Ba sẽ là người giặt hết tất tần tật mọi thứ, hiểu chưa? Đồ đạc từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài, hiểu chưa? Mày nói vậy? Ba ơi, con biết là ba rất là thương tụi con, nhưng mà cái cách chăm sóc đấy của ba nó hơi kỳ quái ba, nó không hợp với vợ chồng tụi con. Anh Ngọc. Em nói đúng, em nói cái gì cũng đúng hết. Ba ơi, con hiểu, ba muốn chăm sóc cho tụi con. Nhưng mà thôi ráng chờ chút xíu tới khi nào có cháu nội đi, rồi ba chăm sóc cho nó, ba cho nó ăn, rồi cho nó bú. Nhưng mà đừng có cho nó ăn cơm trộn là được rồi. Không được cãi ba, không được cãi ba. Nói chung bây giờ không ai có quyền cản anh trên cái cuộc đời ô trọc này nữa. Anh thích gì anh làm đó. Em biết đó là tâm nguyện của anh, bởi vì anh là một người chồng, một người cha yêu thương con cái. Có phải vậy không nào? Trời ơi, ba người nói cái gì mà tôi nghe lùng bụng lỗ tai, tôi không hiểu gì vậy hả? Mình cưới tôi về đây. Không phải tôi cưới mình, mình làm vợ, tôi làm chồng đúng không? Tôi về đây tôi làm cha, làm chồng, chứ đâu phải là làm con dâu mới về nhà chồng mà đi giặt đồ làm mấy cái công việc phụ nữ này. Ủa, sao cái này em tưởng là mình thích mà. Mình kể với em. Trời ơi, chuyện là như vậy. Mẹ hiểu ngược. Có nghĩa là cũng y vậy, nhưng mà ngược lại là từ này về sau, tức là toàn bộ đồ đạc của ba từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đồ lớn đồ nhỏ là hoàn toàn là do tụi con giặt, nhất là con Nhã. Đúng vậy không mình? em hay lộn vậy lắm. Ba, thực ra cái chuyện hồi nãy mà con bỏ đồ của ba ra ngoài là có lý do, vì con nghĩ là ba là chồng của mẹ ấy, thì để cho mẹ giặt đồ của ba thì như thế nó khiến cho ba sẽ cảm thấy mình được chăm sóc, tình cảm hơn ấy ba. Đúng, vợ con nói đúng. Vợ con muốn là ba cảm nhận được là mình đã có gia đình. Thôi bây giờ vậy, mẹ quyết định vậy nha ba. Cái gia đình mình từ nay về sau sẽ có thêm một cái nội quy nha. Có nghĩa là của ai người đó hưởng, chồng ai người đó thương. Oh yeah. Oh yeah. Tôi thích mấy cái quán cà phê mà không ai vô vậy nè. Ngồi ta nói ta thanh thản dễ sợ, cảm giác rất là bình an. Thôi im đi, tôi xin cô để cho tôi một phút bình an. Trời ơi trời. Ê, làm gì giận dữ vậy? Ngồi đây. Trời ơi, tâm sự với chú đi. Hai vợ chồng gây lộn đánh lộn đúng không? Nó đánh mày nát mặt đúng không? Cháu nghĩ sao vậy? Con là đàn ông làm sao mà đỡ phụ nữ đánh nát mặt được. Thôi bình tĩnh lại, uống gì không hả? Làm gì giận hờn như vậy hả? Thôi chú đừng có hẩu con. Hai bay cái lộn hả? Thôi chú đừng có giả bộ chú hẩu con. Chú biết câu chuyện của vợ chồng con cái xong mà chú đi rêu reo khắp cái xóm này, nguyên cái xóm này biết luôn. Cũng nhiều chuyện lắm. Vợ mày nó thích bán hàng online mà mày không cho nên hai vợ chồng gây lộn với nhau đúng không? Qua trời, con nấu có hai chữ bình an thôi mà chú biết cả câu chuyện luôn hả chú? Đó là cái đẳng cấp của tao. Sao hay vậy chú? Mà hai vợ chồng mày cũng ngộ, đòi bán hàng online, vốn liếng đầu bán, thiếu tiền nhà của bà Lan đây nè, không có cái né tránh hoài đây nè, đâu ra mà có tiền làm vốn. Tao nghe chú nói chuyện là chú phải tôn trọng người ta nha, chú đừng có sỉ nhục người ta như vậy. Chú nghĩ xem, con không có tiền, con mới trúng mánh một vụ tiền không đây nè chú. Trời đất ơi, nó hù tôi.
cái vỏ thấy gớm, hô vỏ tiền. Vỏ này mày đựng dài đi tập thể dục, đúng không? Chú nghĩ sao vậy? Cũng mở ra chú xem luôn, chú giỡn con à. Tiền trong này là chú tiền. Coi đi. Trời đất ơi, tiền ở đâu ra mà tiền. Trời ơi, tiền thiệt, tiền thiệt, tiền thiệt. Trời ơi, đâu nhiều vậy? Ê, nhưng mà một sắc gì tờ tờ ngàn không, chắc cỡ 100 ngàn một sắc thôi chứ gì, đúng không? Xin lỗi chú, trong cái vỏ này là 10 triệu của con đó. 10 triệu? Chứ sao nữa? Cho chú Hùng chứ. Chú Hùng buôn bán chứ. Chú nói thiệt không? Thiệt. Chú Hùng bao nhiêu? Thì con bỏ ra bao nhiêu, chú bỏ ra bao nhiêu? Con 10 triệu, chú 10 triệu. Đưa tiền đây. Mày khùng quá à. Người bỏ công, người bỏ của, hiểu không? Bây giờ con bỏ của rồi thì chú bỏ công. Bây giờ tao nói cho nghe nè ha. Bây giờ hai đứa mình hùng xong, cái bắt đầu tối tối cái chú lên Facebook á, chú status lên là chú có bán hàng ha. Rồi chú quảng bá ra cho mọi người biết, xong chú đi khắp cái khu phố này, chú vận động người ta mua ủng hộ cho tụi mình. Đó, cái người mà đi như vậy á là bỏ công sức ra rất nhiều, nó phải gấp đôi cái người bỏ của ra. Rồi biến mất, coi như nó không chịu hùng với tôi. Công nhận mình chụp hình đẹp thiệt. Ê tụi bay coi nhỏ này nè. Wow, cái đầm đẹp quá. Tụi lao bê đê sao nhìn gái nhìn đầm. Coi nè, chân dài, da trắng, dòng nào ra dòng đó. Nhỏ này vợ tao chết. Nói ngon đi. Có qua nhà không? Chị nhà. Chào chị. Chào em. Ơi, tự nhiên cái rồng ghé nhà tôm vậy nè. Đến... Nghe nói là đang bán hàng online đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quần áo logistics lắm. Trời ơi chị ơi, chị mua mối cho em đi, em giảm giá cho chị. Ê, nhưng mà chị không mở hàng đâu nhá. Bởi vì nếu mở hàng xong mà sau đó bán ế là vợ chồng của chú thím là cứ thế là đốt phong long chị thì chết. Có treo đâu, có chị quê ở đầu xóm mà mua mở hàng rồi. Dạ. Chị cứ mua đi không treo kệ. Dạ. Mua rồi hả? Dạ. Mua rồi, bây giờ chị mua đi. Người thứ hai nha. Dạ, yên tâm. Nhiều mẫu đẹp lắm chị, không đang lựa cho nha. Ui đấy. Chị mà thích cái nào đó. Đây đây, không cái quần. Cái quần hả? Trời ơi, công nhận chị có gu thẩm mỹ ghê. Con mắt chị tinh tường dễ sợ, mặc dù nó bị cận. Chị người ta mới đeo kính. Nói chọn là vốn là em ạ. Dạ, chọn cái quần này là đúng đẹp luôn á. Mặc được không? Em phụ cho. Em nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm gì? Phụ nữ người ta thay đồ thì mở toang hát mắt ta như thế mới nhìn à? Có sao đâu. À đúng rồi, đâu có sao đâu chị. Em á cũng thay đồ lúc mà anh mở mắt đó, có sao đâu. Thôi à? Dạ. Thế chị cởi nó luôn đi. Ê, quên. Không được. Đã hiểu vấn đề rồi đấy. Nhắm mắt lại. Các vợ chồng dạy dỗ rất là mệt. Nhắm không tí hí nhá. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Chị mặc vừa ghê luôn á. Sao vậy chị? Ủa, nó cấm cái gì vậy? Nó bị chật cái vòng ba. Cho xin cái quần to hơn đi, cái size lớn hơn. Em chỉ có một size này thôi à. Em bán hàng mà sao lại chỉ có một size? Dạ đúng rồi, toàn bộ đồ ở đây em đều mua theo size của em hết á. Tại vì dáng của em là dáng chuẩn á chị. Cho nên là chỉ cần mặc đúng đồ em là đẹp thôi. Ôi tự tin thế à? Nhắm mắt lại. Sao chị? Lùng. Đi ra chật thì làm sao mua được? Chị cứ mua đi mà. Bây giờ cái vòng ba của chị nó to, cái này mà không vừa chị mua về nhà để chị mặc cái gì? Cái vấn đề ở đây là tại cái vòng ba của chị nè. Tại vì vòng ba của chị bự làm sao? To quá à. Thôi bây giờ vậy đi, chị cứ mua cái quần này đi. Cái ngày mai á em sẽ kiếm cái tiếp kem tan mỡ, em bán cho chị. Em khuyến mãi cho chị công massage làm tan vòng ba của chị. Mở mắt ra. Xem lại gu thẩm mỹ của em nha. Đúng rồi em ơi, chị nói đúng rồi. Người phụ nữ quan trọng là cái vòng be. Đàn ông mà ra ngoài đường mà thấy một cái vòng be gọi kẽm như vậy đập vô mắt là đủ xỉu rồi. Ủa vậy hả? Chứ sao? Vậy như đây có đủ đập vô mắt chưa?
Nói chung là nó cũng không có đủ mạnh, nhưng mà nó cũng đủ làm cho anh ít xíu thôi. Thế chứ đi. Chị, không ấy thôi bây giờ á, chị không thích giảm vòng ba thì thôi chị cứ mua đồ đi rồi giảm chỗ khác. Em sẽ mua những cái tiếp kem tan mỡ chỗ khác cho chị. Ví dụ như có nè, nè nè, móc tay chị nè, đó nó nhão nè, em sẽ đánh tan chỗ này cho chị ha. Rồi á, để chỗ nào có mỡ nữa, đây em sẽ đánh tan cái cổ của chị nặng không, cái phần eo này nữa nè, đó mình giảm đi, đảm bảo mặc đồ đẹp. Này, chị mới nhớ ra là chị mới nhập khẩu một loại kem từ tận châu Âu. Kem kem gì chị? Rất hợp với bạn này. Vâng. Chị định cho em hả? Trời, kem gì vậy chị? Kem chị vô riêng. Lấy cho vợ em một thùng luôn đi chị. Ủa tự nhiên qua đây mua hàng của em xong rồi cái đòi mua thuốc cho em uống vậy? Ủa mà anh, sao phải mua tới một thùng lận? Một thùng mới đủ liều lượng cho em đó. Ê, vậy là em sắp hết vô duyên rồi. Quá tào wow. Anh thấy model có đẹp không? Em đảm bảo với anh, khách thấy em ăn mặc đẹp như vậy, thế nào cũng mua hàng tặng em hả? Không có tiền. Ủa sao vậy? Nghĩ tới mấy cái chuyện bé hèn là không có tiền được. Nhưng mà tại sao? Em nghĩ đi, bé hèn bé quần éo cái gì mà mua hàng có một size à, rồi bán cho ai? Nhưng mà em mặc đẹp mà đúng không chồng? Cũng được. Tao tặng nè. Không, phải quỳ xuống tặng em mới nhận. Mệt quá, cứ lèm như là mới yêu nhau vậy. Ừ. Anh tặng đi. Em cảm ơn. Chị ơi, chị cho em hỏi đây có phải nhà của chị Dung Mỹ Nhân không? Đúng rồi đó em. À, vậy chị cho em gặp chị Dung Mỹ Nhân đi. Chị là Dung Mỹ Nhân nè em. Thôi chị ơi, chị đừng có chọc em. Em cũng đang gấp lắm, chị gọi chị Dung Mỹ Nhân ra cho em gặp đi. Chị trên Facebook đẹp lắm chứ đâu có giống vậy đâu. Nè, ý là nấu vợ tôi là cái hình trên Facebook là Photoshop à. Chính lão nghe vợ tôi không bao giờ Photoshop. Xài 360 độ tao. Anh này, có sao em nói vậy? Ủa, vậy chứ em là ai? À, em là Lan Hoa Hậu. Có hẹn với chị hôm nay qua coi đồ nè. Em là Lan Hoa Hậu á hả? Dạ đúng rồi chị. Lan Hoa Hậu là cái hình hôm que mày. Em cho anh coi ấy. Đúng rồi, đặt quá trời đồ luôn á. Sao khét quá vậy? À, xin lỗi chị, tại chị xài 360 thôi chứ em tới 720 là. Dễ thương. Ngầu đi em. Ơi, ngồi em dễ thương lắm, em ngầu đi. Trời ơi, nói chứ khách VIP của em đó. VIP đâu vậy? À chị. Đâu em chọn mẫu nào? Em chọn mấy mẫu này nè. Chị coi giùm em nha. Mẫu này. Trời đất ơi. Công nhận làm như nhà thiết kế độc quyền cho mình á. Chuẩn quá mà. Của mình. Của khách. Của khách. Của mình. Của khách. Của mình. Của mình. Bà Tàu, mấy cái mẫu này là em chọn đúng luôn ấy. Em có con mắt thẩm mỹ, chọn rất hợp với dáng của em. Ờ, không có được rồi em ơi. Mẫu này nè là có khách đặt rồi. Còn mẫu này thì cái đường chỉ nó bị hư rồi, chưa có sủa. Còn mẫu này thì hết hàng rồi. Thôi em chọn mẫu khác đi nha. Sao cái gì cũng không được hết trơn vậy? Thì chọn mẫu khác đi. Thôi em thích mấy mẫu này à. Không có là thôi, không mua. Em ơi, em làm cái gì vậy? Người ta là khách mè. Mấy cái đồ đó em bỏ cái đống trong cái phòng kia kìa. Đợi anh vô anh lấy cho em thử. Dạ. Ừ. Không được. Ủa gì vậy chị?
Mấy cái mẫu đó của chị là sao? Chị mua đồ về bán, mẫu nào đẹp chị mặc, không bán. Bà tặng. Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Vậy mà bà hành tôi qua tới bên đây hả? Bà nhìn lại cái tướng của bà đi. Cái bộ đồ của bà cũng đang đẹp lắm á. Bà bận vô cái xấu quắc luôn à. À, chào em. Dạ chào anh. Em có phải là Dung Mỹ Nhân bán hàng online trên Facebook không? Dạ đúng rồi, là em nè anh. Anh... Ừ, anh đi mua hàng. À vậy hả? Trời ơi, nhìn em ngoài xinh ghê. Lần đầu tiên mới có người công nhận em với Facebook là một á. Khiêm tốn quá. Trời, anh đi mua hàng mà còn mua hoa tặng cho em nữa. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đẹp quá. Dung nè. Dạ. Anh muốn mua cái gì? Mày tính thua vợ tao phải không? Không phải. Mày tính phải không? Không có. Khách hàng đến mua quần áo. Khách hàng. Mua quần áo có gì mà tặng bông kia. Tặng bông rồi nào? Đấy nè, tôi tặng bạn gái tôi chứ bộ. Mua đồ cái này tặng bạn gái. Ủa, sao nãy anh tặng bông này cho em mà. Tặng cô nào? Cô tự giật chứ bộ. Ủa vậy hả? Ừ. Em quên, trả lại anh nè. Không có buôn bén gì nữa. Tao cho mày 5 giây nha, mày không biến thôi đây là tao quýnh mày đó. Trời. Làm gì kỳ vậy? Tôi là khách hàng nha. Làm gì vậy? Kệ ảnh đi, giờ anh muốn mua đồ gì? Không mua nữa. Bất hạnh. Trời, em... Xấu số. Anh ơi, anh.